Mỹ cho biết họ không nhận được phản hồi của Trung Quốc về đề nghị hội đàm giữa hai bộ trưởng quốc phòng. Những nỗ lực của Lầu Năm Góc nhằm tiếp cận quân đội Trung Quốc những tháng gần đây đều bị từ chối hoặc phớt lờ. Ông Eli Ratner, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ-Dương-Thái Bình Dương, cho biết tại một sự kiện do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington tổ chức hôm 25 tháng 5. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tin vào tầm quan trọng của các đường dây liên lạc mở với Trung Quốc và chúng tôi đã tìm cách xây dựng những kênh liên lạc như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn khi đề nghị điện đàm, hội đàm hay đối thoại, ông Ratner nói. Ông cho hay, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Mỹ John Aquilino và một số quan chức quân sự và dân sự khác đã đề nghị Bắc Kinh đối thoại, nhưng đều bị từ chối hoặc không có phản hồi. Ông Ratner nêu ví dụ, Lầu Năm Góc đề xuất hội đàm giữa Bộ trưởng Austin và người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc tại diễn đàn đối thoại Shangri-La ở Singapore vào tuần tới, nhưng không có phản hồi từ Bắc Kinh. Báo Financial Times cho biết, đầu tháng này, Bắc Kinh nói với Washington rằng khả năng Bộ trưởng Quốc phòng hai nước gặp nhau ở Singapore là rất thấp do các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt lên ông Lý Thượng Phúc. Tuy nhiên, ông Ratner khẳng định, các hạn chế của Mỹ không ảnh hưởng đến việc ông Lý đối thoại với người đồng cấp Mỹ. Thời điểm này, bóng đang ở bên sân của họ, ông Ratner nói. Lần gần đây nhất Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc đàm phán là bên lề hội nghị ASEAN ở Campuchia hồi tháng 11 năm ngoái. Quan chức này nhấn mạnh, đối thoại giữa các quan chức quân sự của hai nước là rất quan trọng để ngăn chặn nhận thức sai lầm và tính toán sai lầm cũng như ngăn chặn các cuộc khủng hoảng vượt khỏi tầm kiểm soát. Quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh leo thang căng thẳng kể từ tháng 8 năm ngoái sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó là bà Nancy Pelosi thăm Đài Loan bất chấp sự phản đối gay gắt của Trung Quốc. Tình hình càng xấu đi sau vụ Mỹ bắn rơi khinh khí cầu của Trung Quốc đi vào không phận hồi tháng 2 năm nay. Theo Dân trí, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.